Ngành dệt may Ấn Độ đang có cơ hội phát triển rất lớn khi đối thủ Bangladesh rơi vào tình trạng khó khăn. Ước tính trong 3 năm tới, doanh số hàng dệt may của Ấn Độ sẽ gấp đôi hiện tại. Ấn Độ vốn dĩ xếp sau Trung Quốc và Bangladesh về xuất khẩu dệt may. Song kể từ khi Bangladesh gặp khủng hoảng sau khi xảy ra hàng loạt tai nạn lao động gây bất mãn cho người dân. Mới đây nhất, vụ bê bối sập nhà máy khiến 377 công nhân thiệt mạng vào tháng 4. Thời điểm Bangladesh thất thế chính là cơ hội vượt lên của Ấn Độ. Hội đồng xúc tiến xuất khẩu Ấn Độ nhận định cần nhanh chóng mở rộng xuất khẩu dệt may lẫn ngành dệt may trong nước. Bộ trưởng ngành dệt may ông Kavuru Sambasivarao đang cố gắng hết sức tăng xuất khẩu lẫn tiêu dùng trong nước, vì sau nông nghiệp đây là thế mạnh của Ấn Độ. Ấn Độ đang lên kế hoạch đưa ra một loạt chính sách mới tạo điều kiện cho công nhân ngành may mặc. Thứ nhất là để khuyến khích doanh nghiệp và người lao động làm việc. Thứ hai là tạo niềm tin cho các hãng thời trang nước ngoài, vốn trước đây cái hãng đó đã quen gia công ở Bangladesh. Nay thì tìm chỗ khác để tránh những rắc rối không đáng có xảy ra vì điều kiện lao động tại nước đó quá tệ. Ngoài ra, giá đồng ruby đang giảm, giúp hạ chi phí nguyên vật liệu thô xuống mức cực thấp, từ đó giúp các nhà sản xuất tiết kiệm giá thành sản xuất. Đây cũng được xem là thế mạnh của Ấn Độ trong ngành may mặc.